Sáng ngày 2 tháng 2 tại nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên đội 82, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ viếng truy điệu và an táng 125 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia đưa về nước đợt 1 giai đoạn 23 mùa khô 2023-2024 tham dự có bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa thiếu tướng đoàn quang hòa cục trưởng cục chính sách tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam thiếu tướng trần vinh ngọc phó chính ủy quân khu bảy về phía tỉnh tây ninh có bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh nguyễn thành tâm cùng lãnh đạo nguyên lãnh đạo tỉnh tây ninh qua các thời kỳ tại nghĩa trang liệt sĩ đội 82, đoàn đã dân hương dân hoa và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Đọc điếu văn tại lễ viếng và an táng hài cốt liệt sĩ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Đức Trung, trưởng ban chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh nhấn mạnh trong những năm qua, cả nước nói chung, quân khu 7, đảng bộ, chính quyền, quân và dân Tây Ninh nói riêng luôn khắc cốt ghi tâm việc tìm kiếm quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ bằng cả trái tim và trách nhiệm. Sau khi thực hiện lễ viếng truy điệu các đại biểu đã thực hiện nghi thức di quan và an táng 125 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Campuchia đưa về nước đợt 1 giai đoạn 23.